Viện Bảo tàng Vatican chuẩn bị mở cửa lại vào ngày 18 tháng 5. Sau khi đóng cửa từ ngày 8 tháng 3 năm nay để phòng ngừa sự lây lan của virus corona, như các viện bảo tàng trên toàn nước Ý, Bảo tàng Viện Vatican cũng sẽ mở cửa lại vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Trong thời gian qua, Bảo tàng Vatican đã tổ chức các tour ảo, nghĩa là các chuyến tham quan viện bảo tàng trên mạng Internet có hướng dẫn. Nhưng như Đức cha Verges Anzaga, Tổng thư ký của Phủ Thống đốc Thành Vatican khẳng định, các tour tham quan trên mạng được tăng cường, nhưng chúng ta có nhu cầu rất lớn về thực tế, một nhu cầu tha thiết. Chúng ta đừng quên rằng người dân là những người làm cho bảo tàng sống động, và chỉ có trải nghiệm thực sự của bảo tàng làm cho con người sinh động. Kinh nghiệm ảo không bao giờ có thể thay thế thực tế, vì để thưởng thức nghệ thuật cần có đôi mắt và trái tim. Trong thời gian đóng cửa, vì ý thức rằng bảo vệ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, Viện Bảo tàng chỉ duy trì những hoạt động thiết yếu với khoảng 30 nhân viên làm việc mỗi ngày. Đây là một tỷ lệ rất thấp. Nếu so với con số toàn thể các nhân viên và cộng tác viên của bảo tàng, khoảng 1.000 người, bao gồm những người bảo vệ, các nhà sử học về nghệ thuật, nhân viên phục chế, nhân viên hành chính và các công ty dịch vụ khác nhau. Các tour tham quan trên Internet, Đức cha Anzaga nói rằng thời gian đại dịch là những tháng im lặng, nhưng đối với những người đã muốn và vẫn muốn, trên trang web chính thức, chúng tôi cung cấp nhiều chuyến tham quan ảo bảo tàng, bao gồm cả nhà nguyện Sistine. Ngoài ra, một tài khoản Instagram chính thức @VaticanMuseum đã hoạt động được vài tháng. Tại đó, mỗi ngày chúng tôi trình bày một tác phẩm từ các bộ sưu tập của tòa thánh. Trong thời gian đầu, chỉ nhận khách đăng ký online, Đức cha Angaza cho biết Bảo tàng Vatican đang chuẩn bị mở lại các sinh hoạt và giải thích rằng bảo tàng chỉ nhận khách tham quan đã đăng ký trước và phải đeo khẩu trang. Bảo tàng sẽ gắn các máy đo thân nhiệt ở lối vào. Chắc chắn trong một thời gian dài, bảo tàng sẽ không thể đón các nhóm đông người. Một trong những nguồn thu nhập chính của Vatican là Bảo tàng Vatican, nơi đón trung bình khoảng 20.000 lượt khách mỗi ngày. Bảo tàng này đã phải đóng cửa từ ngày 8 tháng 3 do virus corona. Tòa thánh đã mất khoảng hơn 20 triệu euro thu nhập từ vé vào bảo tàng, cộng với các chi phí về tiền lương và chi phí hoạt động.